lai tạo ra giống ong mật mới có năng suất tăng từ 25-30% so với giống cũ. Làm chủ nguồn giống, kiểm soát được các cặp lai. Không chỉ cho phép chọn tạo được giống thuần, phục trắng giống, công nghệ này còn giúp hạn chế bệnh tật cho ong và giúp ngành chăn nuôi ong của Việt Nam có bước phát triển nhảy vọt. Và công nghệ đang được nói đến ở đây chính là thụ tinh nhân tạo. Đây là giống ong đơn dòng HVN mới do Trung tâm Nghiên cứu Ong và Nuôi Ong Nhiệt đới lai tạo ra. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Hồng Thái, Giám đốc Trung tâm, giống ong HVN là giống ong chất lượng cao. Giống ong này có năng suất đạt trên 50kg một đàn một năm. Thế đàn 10 cầu và liên kế 3-4 tầng lửng. Chúng có khả năng kháng trí lớn, trí nhỏ, ấu trùng vôi. Trọng lượng chúa tơ 200mg, trọng lượng chúa đẻ 250mg. Và sức đẻ trứng của ong chúa đạt trên 1.000 trứng một ngày đêm. Cái năng suất của người nuôi ong là đã tăng lên được 25-30%. Nhiều bác là nói rằng là nhờ cái con ong giống của Học viện Nông nghiệp Việt Nam mà cái lợi nhuận của bác ấy tăng lên rất là rõ ràng. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Thái cho biết, giống ong HVN chính là một trong hai giống ong chất lượng cao được chọn tạo nhờ ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo. Tại Việt Nam, công nghệ này đã có một số đơn vị áp dụng. Tuy nhiên, tính đến hiện tại, Trung tâm Nghiên cứu Ong và Nuôi Ong Nhiệt đới Học viện Nông nghiệp Việt Nam chính là đơn vị đi đầu trong việc ứng dụng và chuyển giao ra sản xuất. Công nghệ thụ tinh nhân tạo thì những cái năm gần đây thì ở Việt Nam cũng đã phát triển, đặc biệt là Trung tâm Nghiên cứu Ong và Nuôi Ong Nhiệt đới đã áp dụng cũng như là vận dụng chuyển giao cái công nghệ này cho những người nuôi ong cũng như là một số cái cơ sở nuôi ong ở trên cả nước. Không chỉ trong nước mà chúng tôi đã chuyển giao cho thí dụ như là ở Indonesia, sắp tới là Malaysia. Ong mật cũng giống như các côn trùng khác đều thuộc nhóm động vật phân tính, nghĩa là cơ quan sinh dục đực và cơ quan sinh dục cái ở trong các cá thể khác nhau, con đực và con cái riêng biệt. Đây là cấu tạo cơ quan sinh sản ở con cái hay ong chúa. Theo đó, cơ quan sinh dục gồm có hai buồng trứng hình quả lê. Mỗi buồng trứng có rất nhiều ống trứng nằm song song với nhau. Cơ quan sinh dục của ong thợ về cấu tạo giống như cơ quan sinh dục của ong chúa, nhưng không được phát triển hoàn chỉnh. Hai buồng trứng của ong thợ có dạng dài. Cơ quan sinh dục của ong đực gồm đôi dịch hoàn, ống dẫn tinh, tuyến phụ và bộ phận giao phối. Cấu trúc của cơ thể của con ong chúa là có một cái túi gọi là túi chứa tinh. Và đẻ trứng trong suốt quá trình cuộc đời của nó sau khi nó thụ tinh, có nghĩa là nó chỉ giao phối có một lần và nó đẻ suốt đời. Nhằm kiểm soát chất lượng đàn ong hoặc phục vụ mục tiêu tạo giống, các nhà khoa học đã ứng dụng việc thụ tinh nhân tạo cho ong chúa. Đây là phương pháp hỗ trợ sinh sản thông qua một số biện pháp kỹ thuật. Con người lấy tinh trùng từ con đực để pha chế, bảo quản và bơm vào đường sinh dục của con cái. Hay nói cách khác đi, thụ tinh nhân tạo là phôi giống không có sự tiếp xúc giữa hai cá thể đực cái. Cơ sở khoa học của thụ tinh nhân tạo thì một con ong chúa thì giao phối ở tự nhiên, giao phối với nhiều con ong đực, 10-20 con ong đực khác nhau. Con ong chúa nó chứa cái tinh trùng đó, thế nên vì vậy nên là chúng ta cũng dùng biện pháp là rút các cái tinh trùng của khoảng là 20-25 con thì cho một gọi là một liều đấy cho một con ong chúa. Con ong chúa nó một liều nó khoảng là 10 microlit. Thế thì như vậy là nó chứa ở trong cái túi chứa tinh nó khoảng là 5 triệu cái tinh trùng của ong đực. Để thực hiện được việc thụ tinh nhân tạo cho ong chúa, các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Ong và Nuôi Ong Nhiệt đới sẽ tiến hành sản xuất ong đực, sản xuất ong chúa rồi tiến hành thụ tinh khi cả ong đực và ong chúa đã thành thục. Để là có ong đực thì chúng ta phải sản xuất cái cầu ong đực. Cầu ong đực thì nó được sản xuất là cái lỗ tổ ong đực nó to hơn. Cho thí dụ đây là để mình sản xuất cái nền của ong đực. Chúng ta sẽ thấy cái lỗ tổ ong đực nó to hơn. Bởi vì con ong đực là ở lỗ tổ to hơn cái lỗ tổ con ong thợ. Vì vậy nên là cái nền ong đực này là sau khi mà sản xuất cái nền con ong đực này được rồi thì là đưa vào cái đàn ống giống. Đàn ong giống để cho con ong chúa nó đẻ vào cầu ong đực này. Với đại đa số các loài động vật, trứng cần được thụ tinh mới nở thành con. Thì với ong đực lại khác,
Chúng được nở ra từ trứng do ong chúa đẻ ra mà không cần trải qua quá trình thụ tinh. Dựa theo kích cỡ lỗ tổ, ong chúa sẽ quyết định đẻ ra trứng được thụ tinh hay không. Con ong đực nó là ở cái lỗ tổ to hơn con ong thợ. Do đó mà khi mà con ong chúa nó gặp phải cái lỗ tổ to hơn thì nó đẻ ra quả trứng không được thụ tinh, thì nó ra con ong đực. Thì thông thường thì con ong chúa nó có cái cách là sử dụng cái chân trước và cái râu đầu của nó để kiểm tra cái kích thước lỗ tổ. Nếu mà kích thước lỗ tổ to hơn lỗ tổ ong thợ, ví dụ tôi rũ cái cầu này đi rồi chúng ta biết thì chúng ta thấy là lỗ tổ nó to hơn nhiều so với cái lỗ tổ này. Đây là lỗ tổ ong thợ. Thì thông thường ở tự nhiên là con lỗ tổ ong đực này, nó xây ở cái mé này, lỗ tổ to. Còn nó xây một cái mũ to đùng ở dưới này gọi là mũ ong chúa. Như vậy là ở cái lỗ tổ này con ong chúa nó lấy râu đầu nó đo, nó cứ thấy lỗ tổ nho nhỏ này thì đẻ ra quả trứng được thụ tinh. Nhưng khi nó gặp vào cái lỗ tổ to hơn này thì van túi chứa tinh đóng lại thì nó đẻ ra hoàn toàn những cái lỗ là trứng không được thụ tinh, thì ra cái con ong. Nhưng khi nó đến cái lỗ tổ to hơn nữa mà ở dưới mép này thì nó lại đẻ quả trứng được thụ tinh, thì và cái này thì ra con ong chúa. Thời gian phát triển từ trứng đến trưởng thành của ong đực là 24 ngày. Do đó, việc sản xuất ong đực được các nhà khoa học tại Trung tâm Nghiên cứu Ong và Nuôi Ong Nhiệt đới thực hiện trước 18 ngày so với thời điểm di trùng ong chúa. Việc làm này sẽ đảm bảo cả ong đực và ong chúa thành thục đồng thời. Con ong đực nó thành thục, đúng không? Chúng ta sẽ đón ở cửa nó. Vậy vì bắt cái con thành thục này là ở lúc buổi chiều. Nếu nó bay giao phối, thời gian bay giao phối của nó là từ lúc 2 giờ 1 rưỡi chiều cho đến 5 giờ chiều. Thì chúng ta đón, chúng ta bắt từng cá con, chúng ta bỏ vào cái lồng nhốt ong đực này. Ngày thứ 10, thứ 12 là chúng ta bắt đầu đón ở cửa, là chúng ta bắt. Còn nếu mà chúng ta bắt muộn hơn vào ngày thứ 14 ấy, thì lúc đấy nó bay đi giao phối, thì chúng nó giao phối xong rồi nó chết ở bên ngoài, nó không quay trở về nữa. Thì được một lượng ong đực thì chúng ta để lên cái đàn này nó nuôi dưỡng. Chúng ta có hai cái mặt của cái cầu ong đực này là cái mặt lưới và cái mặt này là ngăn ong đực. Cái này rất quan trọng là để cho ong thợ nó ra vào đây để nó nuôi dưỡng con ong đực. Con ong đực là không tự ăn mà nó ăn qua ong thợ. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Thái lưu ý, đàn ong được chọn làm ong đực phải đảm bảo tiêu chuẩn năng suất mật cao, khả năng kháng bệnh tốt. Cả ong được chọn làm ong đực và ong chúa đều phải được nuôi dưỡng trong đàn, đảm bảo các tiêu chí nhất định. Đây là cái đàn ong mà nuôi dưỡng để sản xuất cái mũ ong chúa. Thì cái đàn gọi là đàn này gọi là đàn nuôi dưỡng để sản xuất ong chúa, sản xuất cái mũ chúa ấy. Thì cái đàn này thì chúng ta phải kiểm tra là xem là có cái chất lượng của con ấu trùng và cái khả năng tiết sữa của con ong thợ có tốt không, là chúng ta phải kiểm tra để nhìn cái mặt bánh tổ này. Hai, cái lượng thức ăn của nó là phấn với mật có đầy đủ không. Khi mà chúng ta kiểm tra thì chúng ta thấy cái ấu trùng ở trong này là nó sáng rồi nó nhiều sữa, như vậy là chúng ta biết sản xuất được cái mũ chúa. Các đàn ong nuôi dưỡng đạt tiêu chuẩn phải là đàn có trên 8 cầu, đồng quân, có ít nhất 2 cầu nhộng đang nở, mật phấn dư thừa, nhiều ong non tiết sữa. Sau khi đã chọn được đàn nuôi dưỡng, tiến hành di trùng từ đàn mẹ có thế đàn đông quân, tính tụ đàn lớn, khả năng chống chịu bệnh tốt, hiền lành để đưa vào đàn nuôi dưỡng. Trong cái kỹ thuật thụ tinh nhân tạo thì chúng ta có, trước khi mà thụ tinh cho con ong chúa thì chúng ta phải sản xuất ra con ong chúa, thì chúng ta có cái hộp để tạo con ong chúa, là cho nhốt con ong chúa vào đây để cho con ong chúa đẻ trứng và chúng ta bắt đầu là gọi là di trùng trứng. Hai nữa là chúng ta có kỹ thuật nữa là di trùng để tạo chúa, thì chúng ta có cái đàn ong này để tạo chúa. Để tạo ong chúa, các nhà khoa học thực hiện việc di ấu trùng một ngày tuổi vào các mũ chúa nhân tạo gắn trên các thang của cầu tạo chúa, cho vào đàn nuôi dưỡng. Di trùng xong thì chúng ta có một cái động tác là gọi là cầu trùng, chúng ta di trùng. Thì như vậy là chúng ta sản xuất hàng loạt cái, đây là cái cầu gọi là cầu chúa, tạo ra hàng loạt mũ chúa. Đấy, thì đây là các cái mũ chúa này. Sau khi di trùng thì chúng ta chỉ kiểm tra một ngày đấy xem là cái lượng mũ chúa nó tiếp thu bao nhiêu.
Nếu nó chưa tiếp thu nhiều thì chúng ta có thể di chung lại. Với đàn nuôi dưỡng có thế đàn khỏe, mỗi đàn có thể nuôi từ 45 đến 90 mũ chúa. Tiêu chuẩn là nó vít nắp này, và cái mũ chúa của nó là trông nó mập mạp, trông nó trắng, nó sáng. Chúng ta nhìn thấy nó đều vít nắp rồi ấy, thì chúng ta sẽ thu hoạch. Tùy theo kỹ thuật có thể là nguyên một cái cầu này hàng trăm cái mũ chúa. Sau 5 ngày thì chúng ta là thu hoạch toàn bộ cái mũ chúa này. Cái tức có nghĩa là chúng ta kiểm tra là thấy toàn bộ cái mũ chúa này đã vít nắp. Thì chúng ta sẽ thu hoạch vào. Thì ở trung tâm nghiên cứu ong là cứ ngày thứ 6 ở trong đàn sữa thì là thu hoạch vào và chúng ta đưa vào tủ ấm. Sau khi mũ chúa đạt tiêu chuẩn, các mũ đều vít nắp, chúng sẽ được đưa vào tủ ấm để di trùng lần hai. Sau khi cái mũ chúa mà được thu từ đàn ong nuôi dưỡng đấy, thì chúng ta sẽ đưa vào trong tủ ấm. Cái tủ ấm này giữ cho đến ngày thứ 11, 12. Thì chúng ta chuyển ngày thứ 12 đấy thì chúng ta chuyển sang cái hộp này để cho chúng ta có thể là con ong đề phòng con ong chúa nó nở ra ban đêm hoặc là chúng ta bận rộn cái gì mà nó nở ra là nó phải có thức ăn nó ăn, có thể duy trì đến một ngày nhưng mà càng sớm càng tốt. Sau khi nó nở ra thì chúng ta lại cho 10 đến 15 cái con ong thợ vào đây và cho cái con ong chúa vào đây. Với là thức ăn này, tức để ong thợ ăn rồi nó mớm cho con ong chúa. Và nước này, để con ong thợ là nó rất dùng rất nhiều nước. Thế là con ong chúa này giữ ở trong này cho đến ngày thứ 6, kể từ ngày nó nở, thì đưa vào thụ tinh nhân tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Thái cho biết, đưa ong chúa vào tủ ấm không những tránh mũ chúa bị ong chúa của đàn nuôi dưỡng cắn bỏ, đảm bảo tỷ lệ sống, mà phương pháp này còn gia tăng sản lượng ong chúa thu được. Sau khi ong chúa thành thục, chúng đã sẵn sàng để thụ tinh nhân tạo. Tinh trùng của 20 đến 25 con ong đực sẽ được thu lấy bằng kim hút. Ong chúa được làm ngất bằng CO2. Đây là thời điểm thích hợp để thụ tinh. Ong chúa thì đủ đến là ngày thứ 6 sau khi nở. Thì chúng ta là mở cấp cho nó CO2 cho nó ngất ở trong cái bộ phận gọi là giữ ong chúa. Thì chúng ta luôn luôn nhìn ở dưới kính hiển vi không? Để khi chúng ta mở dùng một cái móc để là gạt cái mảnh bụng cuối cùng của con ong. Bởi vì nó che đậy cái cơ quan sinh sản của nó. Dùng gọi là cái kẹp hay là tiếng Anh gọi là pocet. Kẹp lấy cái ngòi nọc để kéo ra và một bên là gạt ra để làm lộ ra cái cơ quan sinh sản của con ong chúa và nó lộ để mà đưa cái kim thụ tinh vào cái bộ phận sinh dục của con ong chúa thì lúc đấy thì chúng ta nhìn thấy một cái van nó có hình chữ V và chúng lúc này thì cái kim sẽ được điều chỉnh nghiêng một góc là 45 độ để đưa thẳng vào cái cùng với cái ống dẫn trứng của con ong chúa gọi là cái cơ quan gọi là obiduct. Thế thì như vậy thì bơm đầy cái tinh trùng vào đấy mới liều lượng 8 mai đấy thì con ong chúa nó sẽ mở cái van của cái túi chứa tinh. Thì tinh trùng nó theo phản ứng của nó sẽ chạy chọn lọc. Lúc này cái tinh trùng nó cũng sẽ chọn lọc. Những cái tinh trùng mà đầy đủ không có tổn thương, dị dạng, đầy đủ các cái cơ quan hình thái của nó và nó ở trong cái túi chứa tinh nó có chất nuôi dưỡng thì theo phản ứng như vậy thì tinh trùng nó sẽ chạy vào trong đấy và nó giữ trữ ở đấy. 24 giờ sau khi thụ tinh nhân tạo, ong chúa sẽ được gây ngất lần hai trong khoảng từ 3 đến 5 phút bằng CO2 rồi giới thiệu vào đàn. Chúng ta gây mê nó 2 lần. Thế nên là nó cái ảnh hưởng ngay lập tức đến quá trình tiết pheromone của con ong chúa. Do đó mà trong giai đoạn 3 tháng đầu tiên dễ bị thay thế. Và như vậy bác mà mua con ong chúa thụ tinh nhân tạo ấy là nếu không có cái kiểm soát nhưng chăm sóc tốt thì sẽ bị thay thế và mất con giống. Vì vậy nên là bác giới thiệu vào thì nên giới thiệu ở trạng thái của cái cầu ong đấy có cái lượng pheromone của ong chúa cũ thấp nhất. Bằng việc ứng dụng công nghệ thụ tinh nhân tạo, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Thái cùng các cộng sự đã lai tạo thành công giống ong đơn dòng HVN, VNUA mới có năng suất mật cao, khả năng chống chịu bệnh vượt trội.
Cùng với đó, công nghệ này còn cho phép các nhà khoa học tại đây chủ động con giống phục vụ sản xuất với số lượng lên tới hàng nghìn ong chúa được thụ tinh nhân tạo mỗi năm. Không chỉ giúp nâng cao năng suất, sản lượng và giá trị mật ong thu hoạch cho người nuôi, thành công của các kỹ thuật chọn tạo giống và chăn nuôi đã đưa tiếng vang của ngành nuôi ong Việt Nam vươn ra thế giới.